hippopotamus amphibious. Today, the large hippopotamus is only distributed in the grasslands near Africa's rivers and lakes. Hippopotamus spends most of his day swimming and swamping in the water or swamp and often on the shore to feed at night. Hippopotamus live in families of 15 to 30 children, but can reach hundreds of individuals. The third largest animal on the ground, after white elephant and white rhino, the weight of adults is over 3,000 kilograms. Hippopotamus is pregnant between 227 to 240 days and gives birth to babies underwater. The hippopotamus raised at Hanoi Zoo was born in Saigon Zoo, Dai Nam Zoo and came in Hanoi Zoo in 2003 and 2018 respectively in the Animal Exchange Program. Hà mã. Loài hà mã lớn ngày nay chỉ còn phân bổ ở các vùng đồng cỏ gần sông, hồ của châu Phi. Hà mã dành phần lớn thời gian ban ngày bơi và đầm mình dưới nước hay đầm lầy và thường lên bờ kiếm ăn vào ban đêm. Hà mã sống theo gia đình từ 15 đến 30 con, song có thể tới hàng trăm cá thể. Là loài động vật lớn thứ ba trên mặt đất sau voi và tê giác trắng, trọng lượng con trưởng thành nặng tới trên 3 tấn. Hà mã mẹ mang thai từ 227 đến 240 ngày và đẻ con dưới nước. Hà mã nuôi tại vườn thú Hà Nội sinh ra tại Thảo Cầm Viên Sài Gòn, vườn thú Đại Nam và đến vườn thú Hà Nội lần lượt vào các năm 2003 và 2018 trong chương trình trao đổi động vật.